bậc cha mẹ học sinh, cô chào tất cả các con. Rất vui khi ngày hôm nay được gặp lại các bậc phụ huynh và các con qua hoạt động làm quen với toán. Trong những video trước, các bé đã được đếm, nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 9, nhận biết các số từ 1 đến 9. Trong video hôm nay, xin hướng dẫn các bậc phụ huynh dạy trẻ tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9 ra làm hai phần theo các cách khác nhau. Qua bài học này sẽ giúp các con biết đếm, biết chia nhóm đối tượng có số lượng là 9 ra làm hai phần theo các cách khác nhau, đồng thời giúp các con phát triển tư duy và ghi nhớ các số từ 1 đến 9. Để thực hiện được hoạt động này, phụ huynh cần chuẩn bị một số đồ dùng sau: các thẻ số từ 1 đến 9, 9 cái thạch hay 9 cái kẹo hoặc một số hột hạt sẵn có ở nhà. Các bậc phụ huynh thực hiện dạy trẻ tách gộp nhóm đối tượng có số lượng là 9 ra làm hai phần theo hướng dẫn sau. Phụ huynh cho trẻ đếm số thạch trong rổ và gắn thẻ số tương ứng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tất cả là 9 cái thạch và gắn thẻ số 9 tương ứng. Sau đó, phụ huynh chia số thạch vào hai đĩa, đếm số thạch ở mỗi đĩa và gắn thẻ số tương ứng. Chia thứ nhất là một nhóm có 1 và một nhóm có 8. Sau khi chia xong, phụ huynh cho các con đếm số thạch ở từng đĩa. 1 thì sẽ gắn với thẻ số 1. Và nhóm 2 sẽ cho các con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gắn thẻ số 8 tương ứng. Sau đó, phụ huynh cho các con gộp hai đĩa thạch vào rổ xem tất cả có bao nhiêu cái thạch. Phụ huynh cho các con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và tìm thẻ số 9 tương ứng gắn vào rổ. Sau khi thực hiện xong, bố mẹ nhắc lại cho trẻ biết có 9 cái thạch chia ra làm 2 nhóm thì một nhóm có 1 và một nhóm có 8. Sau đó gộp hai đĩa lại với nhau, ta lại có 9 cái thạch. Tương tự như vậy, phụ huynh sẽ thực hiện với cách chia thứ hai là một nhóm có 2 và một nhóm có 7. Sau đó gộp nhóm 2 và nhóm 7 vào rổ, cho trẻ đếm lại và gắn thẻ số tương ứng. Sau mỗi một lần tách, phụ huynh sẽ nhắc lại cho các con các cách tách gộp. Cách chia thứ 3 là một nhóm có 3 và một nhóm có 6. Phụ huynh cũng cho các con đếm gắn thẻ số tương ứng vào từng nhóm. Sau đó phụ huynh cho các con gộp hai nhóm lại. Đếm và gắn thẻ số tương ứng. Cách chia thứ tư là một nhóm có 4 và một nhóm có 5. Phụ huynh cho các con đếm, gắn thẻ số tương ứng vào từng nhóm. Sau đó cho các con gộp hai nhóm lại. Đếm và gắn thẻ số tương ứng. Sau khi thực hiện xong, phụ huynh nhắc lại cho các con biết
Có 4 cách chia nhóm đối tượng có số lượng là 9 thành 2 phần. Cách thứ nhất là 1 và 8. Cách thứ hai là 2 và 7. Cách thứ ba là 3 và 6. Cách thứ tư là 4 và 5. Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể cho trẻ chia theo ý thích của trẻ. Trẻ thích chia theo cách nào thì phụ huynh cho các con chia theo cách đó, hoặc có thể cho các con chia theo yêu cầu của các bậc phụ huynh. Ví dụ, con hãy chia 9 gói kẹo ra làm 2 phần theo cách thứ nhất, một nhóm có 1 và một nhóm có 8. Khi chia xong, phụ huynh cho các con đếm, gắn thẻ số tương ứng. Sau đó, cho các con gộp 2 nhóm lại, đếm và gắn thẻ số tương ứng. Với 3 cách chia còn lại, phụ huynh hướng dẫn các con thực hiện tương tự. Sau khi cho trẻ tách, gộp, các bậc phụ huynh có thể yêu cầu các con nhắc lại có 4 cách tách gộp nhóm đối tượng có số lượng 9 ra làm 2 phần. Cách thứ nhất là 1 và 8. Cách thứ hai là 2 và 7. Cách thứ ba là 3 và 6. Cách thứ tư là 4 và 5. Thưa các bậc phụ huynh, vừa rồi là những gợi ý để các bậc phụ huynh dạy các con tách gộp nhóm đối tượng có số lượng là 9 ra làm 2 phần theo các cách khác nhau. Rất mong nhận được sự phối hợp của các bậc phụ huynh để các con có thêm những kiến thức toán học, chuẩn bị tâm thế bước vào lớp 1. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.